Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Chắc hẳn mỗi người khi lướt mạng xã hội đều ít nhất một lần nghe qua cái tên mèo Simi, cô nàng sở hữu tài năng bắn rank cực đỉnh gây bão cộng đồng mạng. Ngoài ra, mèo Simi cũng là streamer có tiếng trong làng game Free Fire. Nữ streamer Free Fire mèo Simi. Mới đây, thông tin về việc mèo Simi bỗng dưng ngừng tất cả mọi hoạt động đang gây xôn xao trong cộng đồng người hâm mộ. Đây là điều khó tin bởi trước đó, cô nàng vẫn tham gia rất nhiều dự án hay lên sóng stream giao lưu với khán giả, tiêu biểu nhất là góp mặt trong MV Đại Chiến ra Hero Team X Streamer Free Fire. Quản lý của Mèo Simi đã lên tiếng thông báo để giải đáp khúc mắc trên. Lý do cho việc nữ streamer tự dưng biến mất là vì đang mang trong mình khối u rất lớn, được phát hiện tình cờ trong một lần đi khám tổng quát. Nghiêm trọng hơn, khối u này được chẩn đoán đã tồn tại được 3 năm. Thế nên, việc sắp xếp phẫu thuật cho mèo Simi là điều cần thiết ngay lúc này. Hiện tại, cô đang ở Hà Nội để làm các thủ tục xét nghiệm và chờ phẫu thuật vào ngày 19 tháng 4. Trong thời gian sắp tới, nữ streamer sẽ dừng hết tất cả hoạt động hoặc hạn chế góp mặt tại nơi làm việc. Ảnh hồ sơ bệnh của mèo Simi được quản lý đăng tải. Nữ streamer mèo Simmy đang làm các thủ tục tại bệnh viện. Sau khi nghe tình hình hiện tại của mèo Simi... Hầu hết người hâm mộ đều tỏ ra bất ngờ, sau đó cùng động viên, an ủi cô nàng sẽ sớm vượt qua khó khăn này. Không sao chị ơi, mạnh mẽ lên nhé. Bọn em sẽ chờ chị. Chúc mèo Simi sớm khỏe nhé. Dù không phải fan, nhưng cũng mong chị nhanh chóng khỏe lại. Bên dưới bài viết, nữ streamer cũng tự mình comment để xoa dịu sự lo lắng của mọi người. Chúc cho mèo Simi sớm vượt qua được khó khăn này sớm được xuất hiện trở lại dưới vai trò là streamer fire ảnh fbnv.